Một năm lại vừa qua đi, Canh Dần 2010 ghi dấu 35 năm viễn xứ trong niềm tin tưởng và vui mừng về sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng người Việt hải ngoại. Xin đại diện công ty điện thoại V247 kính gửi tới quý vị đại lý và khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Và xin nhớ, V247, sự lựa chọn đúng nhất.